Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Dương Cẩm Linh rạng rỡ live stream bán hàng, quyết tâm trả hết nợ. Sau khi ồn ào nợ nần 6 tỷ đồng bị phanh phui, Dương Cẩm Linh rất cố gắng kiếm tiền để trả hết khoản vay. Ngay cả khi đến Tết Nguyên Đán, nữ diễn viên cũng chỉ nghỉ vài ngày rồi quay lại công việc live stream bán hàng. Trong năm 2023, mỹ nhân gốc Đồng Nai quyết tâm trả hết nợ nần, đồng thời tìm kiếm cơ hội hoạt động nghệ thuật. Dương Cẩm Linh nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi vướng vào ồn ào nợ nần. Tối ngày 24 tháng 1, tức mùng 3 Tết Nguyên Đán, Dương Cẩm Linh đã khai trương bán hàng online trở lại. Trên sóng livestream, nữ diễn viên khoe nhan sắc xinh đẹp rạng rỡ ngày đầu năm mới. Sau khi thanh lý hết quần áo, đồ hiệu, mỹ nhân gốc Đồng Nai bắt đầu bán mỹ phẩm. Hai quý tử của Dương Cẩm Linh cũng lên sóng để chúc Tết khán giả. Dương Cẩm Linh quay lại bán hàng sau vài ngày nghỉ Tết. Trên sóng livestream, Dương Cẩm Linh cho biết Tết Nguyên Đán 2023 với cô rất đặc biệt. Nữ diễn viên không cần phải mua sắm bất cứ thứ gì vì từ áo dài, thịt kho, bánh mứt đều được bạn bè, đồng nghiệp tặng. Bên cạnh đó, mỹ nhân gốc Đồng Nai còn gửi lời cảm ơn, chúc năm mới an khang đến khán giả. Dương Cẩm Linh cho biết cô chẳng cần mua sắm gì trong ngày Tết vì được giúp đỡ. Nữ diễn viên quyết tâm trả hết nợ nần khi bước sang năm mới. Điều khiến Dương Cẩm Linh buồn nhất hiện tại là chưa lấy lại được Facebook cá nhân. Nữ diễn viên cho biết từ khi ồn ào nổ ra đến nay, cô chỉ dùng được fanpage, khiến công việc liên lạc gặp nhiều khó khăn. Dương Cẩm Linh hiện chưa lấy lại được Facebook cá nhân. Dương Cẩm Ly hiện livestream bán hàng bằng fanpage. Trước đó, nhờ sự giúp đỡ của khán giả và bạn bè, Dương Cẩm Linh đã trả hết số nợ khoảng 300 triệu đồng cho người phanh phui vụ ồn ào lên mạng xã hội. Nữ diễn viên chia sẻ, hôm nay, Linh xin gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc những tấm chân tình của quý khán giả, bạn bè, đồng nghiệp đã dành cho Linh. Nhờ sự ủng hộ và động viên của mọi người đã giúp Linh bán được rất nhiều hàng và đã vừa thanh toán hết số tiền cho người đã gây rắc rối và biến cố cho Linh trong thời gian qua. Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm 2022, Linh mong mọi thứ dần khép lại cho một năm cũ đầy biến cố. Giờ đây Linh có thể cười với các con để chuẩn bị đón chào một năm mới và tự nhắn nhủ với bản thân là hãy cố gắng hơn nữa để không phụ lòng khán giả, không phụ sự yêu thương. Không phụ sự thương yêu của mọi người, Linh cố gắng làm hết sức để trả được nợ. Dương Cẩm Linh vui mừng thông báo trả được khoản nợ cho người fan vui ồn ào trước Tết. Dương Cẩm Linh mong muốn năm mới mọi thứ sẽ yên bình hơn. Nữ diễn viên bị ảnh hưởng uy tín rất nhiều sau ồn ào. Điều may mắn là những người bạn luôn ở bên cạnh động viên. Dương Cẩm Linh cũng cảm thấy may mắn vì hai con còn nhỏ chưa biết chuyện. Năm 2023, Dương Cẩm Linh sẽ cố gắng hết mình để trả hết số nợ còn lại. Đồng thời, nữ diễn viên vẫn mong mỏi tìm kiếm cơ hội quay lại hoạt động nghệ thuật sau khi bị nhiều tổn thất do đối tác cắt hợp đồng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.